IELTS được xem là thước đo chính xác nhất về trình độ tiếng Anh của người sở hữu nó. Trình độ tiếng Anh IELTS 6.5 là điều kiện rất tốt giúp bạn có thể đi du học hay làm việc ở các công ty nước ngoài. Khóa học IELTS Fighter Target 6.5 Listening dành cho những người đam mê chinh phục tiếng Anh ở một trình độ cao hơn. Những bạn đang cần IELTS để phục vụ cho việc học tập cũng như công việc, hay đơn giản, bạn muốn tìm một nơi đào tạo tốt để chinh phục kỳ thi tiếng Anh IELTS của mình. Giảng viên Nguyệt Ca với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh và luyện thi IELTS sẽ giúp bạn dễ dàng chinh phục phần thi listening trong IELTS. Thông qua các bài giảng thiết kế khoa học dễ hiểu, bạn sẽ nâng cao khả năng ngoại ngữ một cách vượt trội. Bạn sẽ có được làm quen với khung đề thi IELTS giúp bạn đạt được kỳ thi IELTS đạt mốc 6.5 một cách dễ dàng, đặc biệt là phần thi listening. Tăng vốn từ vựng và củng cố lại ngữ pháp cùng khả năng tư duy tiếng Anh. Hãy đăng ký ngay khóa học tuyệt vời này tại unica.vn. Lợi ích khi học online trên Unica: học mọi lúc mọi nơi chỉ với một chiếc laptop hoặc mobi kết nối Internet. Mua một lần, bạn được sở hữu khóa học trọn đời. Bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo, vừa học vừa thực hành, hỏi đáp trực tiếp với giảng viên.